tiền đấy. Tao cũng lấy nhiều tí. Cảm ơn nha. Đây cho lấy cái kia cho em ơi. Nhanh đi, tí bỏ lấy hết. Hai củ của chị bao nhiêu tiền đấy? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền đấy? Thank you.
cô, không có cô đấy đi qua tôi không biết sống chết. Chị đừng nói thế, chứ hoàn cảnh này ai cũng làm như vậy chị ạ. Chứ mạng người là quan trọng mà chị. Xong những chuyện tôi đã gây ra cho cô ấy, tôi phải cảm thấy có lỗi với cô. Gây ra bao nhiêu lỗi lầm cho cô ấy mà cô ấy vẫn cứu mình, cô ấy là tốt bụng. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của chị. Sau đây tôi cùng chị và đồng chí Nam xuống nhà anh Sở để xác minh thông tin của chị báo cho chúng tôi để biết đấy. Để chúng tôi xác minh xem hành vi của anh Sở quấy rối chị trong lúc đi làm và lúc chị đang di chuyển trên đường đi làm ấy, xem có đúng không. Để chúng tôi còn có biện pháp xử lý răn đe anh Sở. Đấy, còn anh cũng nhận ý kiến của em về hoàn cảnh của em khó khăn với cả mất mát con như thế nữa, thì anh cũng nắm được tình hình của em trước đây rồi. Thì về cái trường hợp này thì anh mới nắm thông tin thì bọn anh cũng hỗ trợ em hết sức không. Đấy, thì bây giờ anh với cả chỗ đồng chí này sẽ cùng em xuống tận nhà anh Sở để xác minh lại thông tin nhé, để em yên tâm. Tâm sự nhờ các anh cố gắng giúp em yên tâm. Mình di chuyển luôn nhé. Chào nhé. Vâng, xin
chào, hôm nay bạn này rảnh đến nhà cô rồi. Rồi nhá. Nhá. Ừ. Anh ngồi đi. Nhá. Tôi cũng đang chuẩn bị đi làm. Thế có việc gì mà hai anh để đến nhà tôi rồi? Ở đây để tôi. Chúng ta phải hai em đến đây à? Ngồi đi em ơi. Đấy, tình hình như này mà. Ừ. Đây có chỗ chị Ngân đấy, trước đi làm công trường với bạn ấy. Tôi nhận được thông tin là chỗ chị Ngân báo lên là bạn có hành động gây rối chị ấy, có lúc làm việc. Đấy, thì anh em chúng tôi đang xuống để em xác minh lại thông tin. Ừ. Không có đúng không? Bạn có bạn dẫn gì không? Bạn bận hôm nay có bận đi làm gì không? Tớ có, tớ bận, nhưng mà nếu mà các anh không có việc triệu tập thì tôi cũng sẵn sàng một cách thôi. Đấy thì bây giờ chúng tôi đang nắm được tình hình như thế thì không muốn xác minh lại thông tin. Khả năng các anh nhầm lẫn gì rồi. Thì bây giờ là tôi mời anh lên cơ quan để chúng tôi xác minh lại thông tin. Được. Để nó sẵn nhanh được rồi. Được rồi. Thế thì bây giờ tôi sẽ lên sắp anh lên. Rồi. Thế nhắn tin lên cho tôi nhé. Được rồi. Còn em cứ về nhà trước đi nhé, còn bọn anh lên xác minh thông tin xem có gì báo lại sau. Trường làm ở chỗ anh ấy thì là anh có hành vi đối với chị đấy. Đấy thì là tôi muốn xác minh lại thông tin thôi. Thế thì là anh xem là báo cáo chúng tôi xem là hôm đấy làm việc như nào các thứ. Thật ra theo anh thì chỗ chị Ngân thì chị ấy đi làm vất vả thì tôi cũng chỉ giúp đỡ bình thường, đi đón đi làm bình thường thôi. Tôi thương chị ấy vất vả thôi. Thì tôi chẳng có ý gì với chị ta cả. Các anh nhầm rồi đấy, nhầm thông tin hay sao ấy. Xét lại đấy, đấy là tôi chỉ nắm thông tin một phía của Vân thôi, không gọi anh lên xác minh bình thường thôi. Còn tôi sẽ thu thập bằng chứng để là xét lại cả hai phía. Công việc của các anh thì tôi cũng hiểu hơn, nhưng mà các anh cũng biết tôi rồi đấy. Tôi công nhân ở địa phương mình cũng bao nhiêu lâu đấy rồi, tôi cũng là một công nhân tiêu biểu khu vực này. Các anh lại thì tự nhiên là đi tìm mấy kiểu như là tìm cái chị gì ở đâu đến người lạ ấy, sao lại như thế. Tôi là tôi không có làm cái gì vi phạm đâu. Các anh xem xét lại xem. Ý kiến của tôi thôi, còn của các anh, việc của các anh điều tra hay là nghe lời từ một phía thì cũng việc của các anh nhé. Rồi, cái này thì tôi cũng chỉ gọi anh lên để xác minh thông tin thôi. Đấy, còn về ý kiến của anh như thế thì tôi đấy, anh ý kiến của anh là như nào thì tôi thấy như thế là cũng hợp lý đấy. Tôi cũng nghĩ nhận là ý kiến của anh nói cũng hợp lý. Đấy, vì anh em mình cũng đội mình cũng chưa có bằng chứng gì xác thực. Đấy thì bây giờ chúng tôi cũng rất là cảm ơn anh đã hợp tác cùng chúng tôi. Công việc của chúng tôi là nó bắt buộc phải như thế. Đấy thì bây giờ chúng tôi cũng chưa có bằng chứng gì xác thực, chúng tôi cũng chỉ nghe thông tin một phía từ chỗ Trịnh Văn thôi. Đấy thì cũng cảm ơn anh là lên hợp tác với chúng tôi. Bây giờ nếu mà trong thời gian tới mà chúng tôi điều tra mà có thông tin gì hoặc cần anh xác minh lại thông tin thì tôi sẽ triệu tập anh, có anh công tác. Tôi cũng sẵn sàng hợp tác với anh thôi. Còn bây giờ thì không có công việc gì nữa thì cảm ơn anh. Ok, thôi vậy. Ok, thôi đây.
gì đây em ơi? Dạ anh ạ, đang sửa lại cái ống à? Vâng. Nhà này nhà của anh bạn anh cũng làm lâu lắm rồi ấy, sửa giảm hết rồi này. Vâng. Buộc lại ở trên cổ. Không anh nữa mưa bão này đổ hết. Cái mưa gió nhiều quá anh thấy. Rồi anh phụ buộc này. Đi làm không? Đi làm rồi. Anh đi làm rồi. Đấy là cái nhà này không lâu lắm rồi, sửa giảm hết rồi này. Mái có bị dột không em? Ban đêm ấy, mưa. Mái thì không, một chỗ. Thế để mai anh ấy cọ qua anh hộ lợp lại. Chính cố là không ở một mình các thứ mưa gió ban đêm nữa.